Có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy liền năm loại mắt, sáu phép thần thông, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa đại từ đại bi đại hỷ đại xả, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất tánh mẫn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp không quên mất tánh mẫn luôn xả, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, qua dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa qua dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, giác uẩn cho đến thức uẩn, hư không phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vậy lìa giác uẩn cho đến thức uẩn, hư không phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không,
Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hư không phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hư không phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không.